Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được sẽ gặp phải những khó khăn, thách thức nào so với những khoảng thời gian trước, biết được cát hung, nạp vận ra sao để từ đó mọi người có những sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống. Tháng 8 âm lịch, quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể sẽ được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội. Vì vậy, gia chủ cần phải nắm bắt để có thể phát huy được tài năng, gặp nhiều may mắn, thay đổi cuộc sống, có thể giàu sang hơn nữa. Cụ thể chi tiết ra sao, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, tử vi cát hung nạp vận của gia chủ. Mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát lắng nghe những chia sẻ cụ thể, chi tiết của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời. Bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng, chính trực, nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ tinh thần trách nhiệm cao, sẽ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành lạc quan của họ khiến mọi người hết lòng yêu quý, giúp đỡ. Dự báo tháng 7 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Mậu Ngọ trong tháng này khá ổn định, nhất là trong thời điểm bản mệnh vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được thưởng. Mậu Dương Thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ Mậu Ngọ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Mậu Ngọ tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tuổi Mậu Ngọ tháng 8 vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 âm lịch,
việc kiếm tiền của tuổi Mậu Ngọ không được thuận lợi như bình thường, những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến con giáp này căng thẳng, khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hao của do mắc phải nhiều sai sót, phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù, cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức, tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này với một số người Mậu Ngọ cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh, bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ tháng 8 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên phải lo lắng suy tính nhiều hơn. Có những lúc bản mệnh cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các mệnh chủ Mậu Ngọ 1978 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi mệnh chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bản mệnh cần tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, lo lắng, khó khăn của mình với đối phương, tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên. Tháng 8 năm 2021 âm lịch là lúc tuổi Mậu Ngọ sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn, con giáp này phải dồn thời gian, tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình, quên hết mọi chuyện xung quanh. Bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Trong tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Bản mệnh thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này nên chớ thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong tử vi của tuổi Mậu Ngọ tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ, tháng 8 âm lịch để gia chủ Mậu Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Tháng này không phải quá đen đủi với những người tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8 tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, giáp tý, nạp âm, hải trung kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8 tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bình tý, nạp âm, giản hạ thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi mệnh chủ Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mùi, nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi, nạp âm, lộ bàng thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi, nạp âm, dương liễu mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Mậu Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thầy tuế đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thầy tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm được những kiến thức hữu ích, giúp mọi người vượt qua được hung họa, giúp mọi người tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.